Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục tin tức mỗi ngày. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho chúng tôi. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Người phụ nữ khóc lóc van xin khi bị chủ trọ ném hết quần áo, dọa đuổi khỏi nhà vì thiếu tiền. Dịch bệnh COVID-19 ngày càng phức tạp, làm ảnh hưởng sâu rộng đến sức khỏe, đời sống của bộ phận người dân, khó khăn chồng chất khó khăn. Cùng chung mục đích chia sẻ khó khăn với người nghèo, thời gian qua đã có nhiều cá nhân, doanh nghiệp thực hiện những việc làm, nghĩa cử cao đẹp. Người góp tiền, người góp nhu yếu phẩm ủng hộ, phát cơm miễn phí, tất cả đều đáng trân trọng và góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, góp sức cho cuộc chiến đẩy lùi dịch COVID-19. Qua công tác tuyên truyền, vận động, nhiều chủ nhà trọ đã thực hiện giảm giá, thậm chí miễn phí tiền thuê phòng cho người ở trọ. Đặc biệt có những chủ trọ còn hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết, giúp người thuê phòng vượt qua giai đoạn khó khăn trong dịch bệnh. Tuy nhiên không phải ai cũng may mắn được giúp đỡ. Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip cô gái bị chủ trọ ném quần áo ra sân với lý do chậm trễ trả tiền phòng. Lúc này người phụ nữ không ngừng khóc lóc năn nỉ người đàn ông đội mũ, tội nghiệp em mà anh. Vụ việc được một người sống cùng khu trọ quay lại, đồng thời người này cũng lên tiếng đỡ lời cho cô gái và cho rằng chị ấy đang giành dụm. Người đàn ông đội nón nói thêm vài câu rồi mới bỏ đi sau khi dọa đuổi cô gái ra khỏi phòng trọ nếu còn chậm trễ tiền nhà. Đoạn clip sau khi được đăng tải đã nhanh chóng thu hút nhiều sự quan tâm và có nhiều luồng ý kiến. Có người còn cho biết chị gái này nợ tiền phòng 5-6 tháng nay nên chủ trọ mới tức tối, ném đồ đạc và dọa đuổi thế kia. Bên cạnh đó cũng có không ít người bình luận chỉ trích cách hành xử của chủ trọ, gặp những lúc như vậy mới thấu được tình người, thương chị quá. Mình cũng đang ở Sài Gòn, vì đang dịch nên thất nghiệp, chủ trọ không những miễn phí tiền mà còn cho mình đồ ăn nữa. Trong thời gian này, nhiều lao động mất việc, kinh tế chật vật nên mọi thứ gần như bị dồn vào đường cùng. Hiểu được nỗi khó khăn này, nhiều chủ trọ còn hào phóng miễn giảm tiền thuê nhà, thậm chí còn hỗ trợ thêm lương thực, thực phẩm giúp người thuê đi qua giai đoạn khó khăn.